thì trước mặt mọi người chị Thanh Loan đang cưới cây, đang cưới bông. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có chị Loan cũng đang cắm hoa vào bình đã đem bỏ trên bàn cúng của chú là chị Vũ Linh, cô chú anh chị rất là vui luôn. Thích là nó đem bông tới không có đường vô đó. À, đó. Nói ra ngoài nói gì khỏi thoải mái để mới không ôm sùm. Cứ khán giả nào thắp hương xong mà mời chị ra ngoài nói một hai câu có ý kiến thì ra ngoài. Đã chạy theo chị thì có nên giả gạt không chị? Đừng có đứng trước mặt chú nói rồi người ta tới thắp nhang rồi người ta nhìn thấy nó như lai nãy có xô bồ, nó không trang nghiêm nữa. Ở đây là nghĩa trang là người ta đã mất, ta đang nằm dưới đây nè, phải yên ổn một tí. Chị Loan nó hỏi chị kìa, chị Loan lai nãy có một số khán giả nói là dở gạt đi để cho YouTube không, mấy cái này chị không tham gia, chị không biết mấy này chị không tham gia, chị đâu có ý kiến gì đâu, chị không biết. Em thì em vẫn là thượng tôn vũ tịch hòa viên. Sao mày đâu dở đạp á hả? Trời ơi, mày biết kiến tin mà dở đạp là tao khóc luôn không? Chứ không phải chủ tịch hòa viên lên tiếng. Tao cũng không đồng ý đâu. Để đạp lại để cho. Và bây giờ là chị Loan đang đem bình hoa lên bàn cúng của chú và sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Tóc hơn là lần tức là hào năm nha mọi người. Hôm nay đang nghĩ chủ tịch hòa viên là để đạp lại mọi người. Tại vì cái khu này rất là nắng nhưng mà dở đạp là lên ra dữ lắm. Hiện tại bây giờ thì rất là đông người đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn của chú anh chị. Phía trước thì có anh với cô cũng vừa đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Thì phía trước hiện tại bây giờ là chị Loan đang đem bình hoa vào để bỏ trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Phía trước thì có cô thắp nhang cũng rất là xúc động luôn của chú anh chị. Cô thắp nhang mà cô chảy nước mắt luôn của chú anh chị. Chị Loan đang cắm hoa vào bình của cô chú anh chị. Chị Loan đến là lúc nào chị Loan cũng đem hoa đến để cắm vào bình để bỏ trên bàn cúng của chú người chị Vũ Linh hết rồi, cô chú anh chị rất là quý luôn. Chị Loan là chị ở Bình Tân cô chú anh chị. Buổi sáng thì chị cũng sắp xếp thời gian chị đến mộ chú người sĩ Vũ Linh rất là sớm luôn cô chú anh chị. Chị đến là lúc nào chị cũng cắm hoa và chị lau trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh của cô chú anh chị. Chị lau rất là sạch luôn của chú anh chị, rất là quý luôn. Dạ, cái bình chưa chớ nước. Thì hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều cô chú anh chị. Thì cũng rất là đông người đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Chị Loan đang chớ nước vào bình hoa của chú anh chị. Và giờ chị đem lên trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Chiều ngày hôm nay thì cúng cơm chay cho chú nghệ sĩ Vũ Linh cô chú anh chị. Đắp nhang rồi.
Nó còn trẻ thôi. Xin lỗi nha. Dần dần đi. Dần dần đi. Phải nói là quá quý mấy cô luôn ở quận 9 mà giờ này nắng kinh khủng luôn. Mày lên đây viếng mộ cô Năm đi đến đây được rồi nè. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, quá là quý luôn ha mọi người. Quá là tuyệt đỉnh luôn rồi. Tuyệt đỉnh luôn. Rất là quý luôn cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là có các cô cũng đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Mà đi về là quá đỉnh luôn. Dạ, vẫn đến đây rất là tấp nập để viếng mộ cô cậu. Đi tới đây làm như nó khỏe hơn. Dạ, đến đây cái là khỏe luôn trong người hả cô? Không có, cái đó cũng thiệt luôn á, những cái đó phù hộ á. Ý là anh Năm cho đi đến nơi về chỗ rồi, vui vẻ tươi rồi. Có nhiều cô á, trục trặc á đi không biết được đường lên đây, nhưng mà lần đầu tiên lên đi ngay chắc cùng lên tới đây. Dạ. Không có lấy. Có nhiều cô á nói là đi xe là ối dữ lắm nha, nhưng mà lên xe là nguyện cầu năm. Chiều ngày hôm nay là có các cô ở Đồng Tháp của cô chú anh chị thì cũng lên viếng mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Rất là thiêng luôn mọi người. Cô để cái nón ngoài á cô, đó cho nó nhẹ cái đầu. Thì giờ ba cô cũng cắt nhang cho chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Áo vàng là tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn. Mộ cậu cũng là rất là nhiều hoa màu vàng. Lên YouTube là mấy chị rồi. Lên YouTube mấy cô đứng vô YouTube. Đúng gần gần lên. Cái này là kỷ niệm của mấy cô luôn á. Đó. Rồi mấy cô mà giá ai giá hay nhất là cậu độ. Rồi. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Quynh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quynh được phát triển hơn cô chú anh chị. Nhìn đói rồi. Hiện tại bây giờ là rất là đông người đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn cô chú anh chị. Cô ở phía sau có đồ ăn rồi cô. Chiều ngày hôm nay thì có ba cô ở Đồng Tháp cô chú anh chị cũng lên viếng mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Thì lo chạy lên đây cho cắm nhang được không cô? Đây con cắm cho cô. Bây giờ Quynh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quynh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Vâng ơi. Như là sao có trà đào? Vâng. Đi uống nước đi. Có trà đào.